Xin chào các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay là May đi chợ mua cá. Bắt đầu đi chợ thôi. Đây là chợ quê gần nhà Trà My nha các bạn. Chợ nhỏ thôi. Biết con gì không? Con ếch đó. Thấy ghê không? Con ếch á. Con miếng ếch đâu? Nè, bên đây có con lươn nữa nè. Thấy không? Nè, con lươn nè. Hả? Còn đó con cá. Nè, con cá nè. Nè, ba bỏ túi rồi. Ôi, cá bự lên kìa. Cua. Có miếng cua không mày? Dạ, con này nó ngon mà. Nhỏ cua nè. Sao nhỏ được? Có cua này bắt lấy nhãn. Không, cái đó con ăn được, con ăn ho đó. Nè, đây nè. Rồi, từ nó nghe nhé. Ờ, hết bệnh đi mới ăn cái nhãn được. Đây có tép nè. Con biết con này ăn gì không mi? Con tôm hả? Chứ nó không biết con bé. Nè, đây con cá chạch nè. Cá chạch á. Ủa lộn, con cá gì? Cá thác lát. Cá chạch cái này phải không? À, đây là con cá lóc nè, con biết không? Tiếng cá lóc không? Hả, con cá lóc á, sợ nó không? Có gì? Có gì đâu, có cái râu á. Ê, con cá có râu là con cá trê nè. Con cá lóc nè. Còn đó con cá trê á. À, cá trê. Ừ, con ếch. Ếch mà ếch bị cắt đầu rồi. Nè, con đi qua đây con cá trê nè. Con cá rô nè. Ủa, con cá rô á. Không có tôm đi ăn cua nha. Bây giờ đang cho bà.
Đất thì mặn rồi. Ủa chạy đâu rồi? Rồi cá thở oxy nè, thấy không? Sôi bọt lên nè, thấy không? Đó. Cá thở oxy á. Ừ. Cái đó là bò viên. À, bò viên ăn con đang bệnh ăn không có được, biết không? Đây. Đi đi qua bên đây. Đâu, cà rốt đâu? Cà rốt là nè. Rồi, tí thôi, đi đợi mua nho. Wow, chị nho thấy mê quá, cho mày đợi mua nho rồi. Ăn nho nào? Nho nào? Thấy nho bên kia ngon hơn á. Nho bên kia kìa. À. Đúng rồi. Chán cho mày em luôn. Rồi lấy chùm đó được rồi. Thôi mua về có ăn đâu. Nè mày. Mày. Nè con biết trái này cái gì không? 35 hả? Cái này cái gì biết không? Cái mặn, nè, cái này cái gì? Ờ, biết cái mặn cầu luôn ta, là mày giỏi dữ. Nè, cái này cái gì nè? 65 ngàn chị. Mày, cái này cái gì? Ừ, biết dưa hấu luôn, hay dữ hả? À, cái này cái gì? Cái này là trái quýt. À, đi qua đây, qua đây bà hỏi nè. À, cái này cái gì? Cái này. Cái này cái lụ. Ừ, cái lụ á. Cái này cái gì? Cái hanh long. Ừ. Cái này cái hồng. Hồng giòn. Ừ. Nè, cái này cái gì? Cái này cái cốc, không biết không? Ừ, cái cốc á. Đây nó là trái xoài. Ừ. Đây nó là trái táo. Ừ. Ừ, cái nho nè, cái này nó gì mấy không? Không biết không? Cái này trái bồn bon. Ừ. À, buổi sáng sớm nè con nè, mì ba chỉ cái này con biết cái gì không? Cái này trái dâu. À, cái dâu á con biết không? Ừ. Nè cái này cái gì? Chú quýt. Ừ rồi đi lấy dâu á. Ừ. Cái
con có mà. À, mua bịch đi, mua bịch kể cả muối. Cái bịch không? Ừ. Nè, mày. Mày biết cái này cái gì không? Cái này cái gì? Trái cà nâu. Ồ. Trái mướp đắng á. Nè, à là bà chỉ nữa nè. Cái này cái gì? Nè, cái này cái gì? Cái gì á? Cái khổ qua. Khổ qua đây. Ồ. Cái này cái gì ta? Cái gì? Con biết không? Cái này là trái dừa. Ồ. Ừ, ừ, đúng rồi. Rồi xong rồi, bây giờ mình đi về thôi, đi chợ vòng buổi sáng luôn, chợ buổi sáng nè, đi nha. Yeah. Đây là chợ quê gần nhà Trà My nha các bạn, chợ nhỏ thôi. Rồi bây giờ đi về thôi, bữa nay đi chợ trễ quá, nắng quá. Có gì em dơ cái áo à, xấu ướt này đi. Rồi mấy bay chào các bạn nha, cho mấy đi về.